Giới chức Ukraine ngày 19 tháng 4 cũng cho biết Nga đã triển khai hoạt động quân sự dọc theo một mặt trận rộng lớn ở phía đông Ukraine. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình India Today ngày 19 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết một giai đoạn mới của hoạt động quân sự ở Ukraine đang bắt đầu và tôi chắc chắn đây là thời điểm quan trọng của toàn bộ chiến dịch quân sự của Nga lần này. Như chúng tôi đã thông báo từ đầu, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhằm giải phóng hoàn toàn hai nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk. Giai đoạn tiếp theo của chiến dịch này đang bắt đầu. Tôi xin khẳng định đây sẽ là thời điểm rất quan trọng của toàn bộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Bên cạnh đó, ông Lavrov tuyên bố Nga không có kế hoạch gây sức ép buộc Kiev thay đổi chế độ. Ông nói Nga sẽ không thay đổi chế độ ở Ukraine. Moscow đã khẳng định rất nhiều lần rằng Nga muốn người Ukraine tự quyết định số phận của họ. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện chiến dịch quân sự khi các lực lượng Ukraine tăng cường tấn công ở Donbass, khiến người dân ở khu vực này phải sơ tán hàng loạt và buộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cùng với Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng phải yêu cầu Moscow giúp đỡ. Ngoại trưởng Lavrov tiếp tục khẳng định các lực lượng Nga chỉ nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. AP dẫn lời Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cùng ngày rằng Nga đã cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine dọc theo chiến tuyến. Về phía Ukraine, các cuộc tấn công tăng cường bắt đầu từ hôm 18 tháng 4 dọc theo mặt trận dài hơn 480 km, tập trung vào các khu vực Donetsk và Lugansk. Bên cạnh đó, lực lượng Nga cũng đã cố gắng tiến công cả từ khu vực Kharkov lân cận. Tại miền nam Donetsk, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết quân đội Nga tiếp tục phong tỏa và cuộc giao tranh đã nổ ra ở thành phố cảng chiến lược Mariupol, trong khi một số thành phố khác đang hứng chịu tên lửa. Trước đó, Tổng thống Ukraine